Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ Phú Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Nhiều hộ dân ở Hưng Yên sử dụng lò sấy hơi ép nhiệt kín để chế biến long nhãn xuất khẩu. Bắc Ninh tăng cường phòng chống dịch tại các cơ sở y tế. Hà Giang tăng cường kiểm soát tình trạng xuất nhập cảnh trái phép. Hiệu quả từ những cây cầu dân sinh tại tỉnh Tuyên Quang. Và bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn nâng cao chất lượng long nhãn Hưng Yên hướng tới thị trường khó tính trên thế giới, các hộ dân chế biến long nhãn trên địa bàn tỉnh đã tích cực chuyển giao công nghệ áp dụng lò sấy hơi ép nhiệt kín vào sản xuất long nhãn. Trước đây, người dân sử dụng sấy long nhãn theo phương thức truyền thống bằng than củi. Do đó, long nhãn thường bị ám khói, chất lượng long không đáp ứng được thị trường xuất khẩu. Do vậy, nhiều hộ dân đã tích cực áp dụng khoa học đầu tư công nghệ lò sấy hơi ép nhiệt kín để đảm bảo chất lượng sản phẩm từ hương vị đến màu sắc. Nguyên lý hoạt động của lò sấy là dành riêng khoang tạo nhiệt, sau đó dùng điện quạt và hệ thống tách nhiệt vào buồng sấy long. Sản phẩm long nhãn thu hoạch hoàn toàn sạch, không nhiễm tạp chất, lưu huỳnh, bụi than. Hiện nay, trên 40% các hộ dân chế biến long nhãn quy mô lớn tại thành phố Hưng Yên đều đã áp dụng lò sấy hơi ép nhiệt, từ đó nâng cao chất lượng sản lượng long nhãn xuất khẩu. Vụ nhãn năm nay dự kiến xuất khẩu long nhãn đạt từ 5 đến 7.000 tấn, giá bán dao động từ 6,5 đến 8 đô la Mỹ 1 kg, mang lại thu nhập cao cho người nông dân. Kính thưa quý vị, cái được lớn nhất sau hơn 10 năm xây dựng nông thôn mới là sự thay đổi tư duy, cách làm của người dân nông thôn từ thụ động sang tự tác và phát huy vai trò làm chủ trong xây dựng nông thôn mới. Câu chuyện ở huyện Tân Uyên, Bắc Giang, địa phương vừa được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Diện mạo nông thôn thay đổi, đời sống văn hóa tinh thần của người dân được nâng cao là một trong những thành tựu nổi bật sau 10 năm xây dựng nông thôn mới ở huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Người dân hài lòng bởi đây chính là thành quả có sự đóng góp sức dân không nhỏ. Tôi vui lắm, thấy bây giờ là chương trình là xây dựng nông thôn mới này, dân chúng tôi là đồng tình ủng hộ và mọi người dân đều đóng góp. Chính quyền địa phương cũng nhìn nhận, chính nhờ huy động được sức dân nên đã thúc đẩy xây dựng nông thôn mới hiệu quả hơn. Trong quá trình làm phải tập trung để xây dựng các cái nhiệm vụ, lấy người dân là trọng tâm để xây dựng nông thôn mới, để người dân vừa là người thực hiện, đồng thời là người dân được hưởng lợi cái nội dung này ngay. Cho nên là ta thúc đẩy được trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở Tân Yên. Xác định nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn chính là phát huy nội lực trong dân, Bắc Giang đã tập trung nâng cao hiệu quả kinh tế nông nghiệp trong xây dựng nông thôn mới. Đến nay, tại Tân Yên, giá trị sản xuất trên 1 hecta đất canh tác đạt 152 triệu đồng một năm. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 41,26 triệu đồng, cao hơn mức trung bình của nông thôn cả nước gần 3 triệu đồng. Chúng tôi xác định lấy trọng tâm là phát triển sản xuất nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người dân là trọng tâm để từ đó tạo ra nội lực để xây dựng nông thôn mới. Và với Bắc Giang chúng tôi, việc huy động sức dân rất là tốt. Và hiện nay theo đánh giá thì người dân đóng công sức tiền của khoảng 25% tổng số vốn huy động của chương trình. Đối với chương trình nông thôn mới, chúng ta đã đưa người dân trở thành chủ thể của quá trình phát triển. Và thực sự, cái sự người dân tham gia và thay đổi thì chúng tôi thấy là nó thực sự chúng ta không ngờ đến cái đến thời điểm này. Chúng ta đạt được cái kết quả hết sức khả quan. Và như vậy, khi chúng ta lấy sức dân để làm cho người dân thì nó đã tạo ra cái sự thay đổi như vậy. Đánh giá kết quả sau hơn 10 năm qua, các chuyên gia cũng cho rằng thành công lớn nhất là sự thay đổi trong nhận thức của người dân. Nông dân đã thực sự phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới. Những ngày vừa qua, dịch bệnh COVID-19 đã tái bùng phát trong cộng đồng ở nhiều địa phương. Trước diễn biến phức tạp đó, Ban Quản lý Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Phố Hiến, thành phố Hưng Yên đã chủ động nhiều biện pháp để phòng tránh dịch bệnh. Những ngày vừa qua, dịch COVID-19 đã tái bùng phát trong cộng đồng ở nhiều địa phương. Trước diễn biến phức tạp đó, Ban Quản lý Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Phú Hiến, thành phố Hưng Yên đã chủ động nhiều biện pháp để phòng tránh dịch bệnh. Ban Quản lý đã đặt 22 biển và phát loa tuyên truyền về cách phòng chống và biểu hiện của bệnh viêm đường hô hấp cấp do SARS-CoV-2 gây ra và yêu cầu du khách đeo khẩu trang tại 16 di tích thuộc Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Phú Hiến, Đền Lạc Long Quân và Nhà lưu niệm Bác Hồ, đồng thời tăng cường đặt các loại nước rửa tay khô, xà bông diệt khuẩn tại bàn ghi công đức và các khu vệ sinh của các di tích. Cán bộ công nhân viên chức và người lao động tại đây được trang bị khẩu trang y tế.
Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Bắc Ninh đã quán triệt các cơ sở y tế, nâng tinh thần chủ động phòng chống dịch quyết liệt ở mức độ cao, đảm bảo an toàn cho các cơ sở khám chữa bệnh. Thời gian qua, người dân tỉnh Bắc Ninh đã quen với việc khai báo y tế, sát khuẩn tay, đo thân nhiệt và đeo khẩu trang trước khi vào khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Đặc biệt là khi chờ đợi khám chữa bệnh, mọi người cũng luôn có ý thức giữ khoảng cách an toàn. Bên cạnh kiểm soát chặt chẽ, không để dịch từ bên ngoài xâm nhập, việc phòng tránh dịch lây lan trong các khoa điều trị cũng đã được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh thực hiện triệt để, nhất là tại khoa truyền nhiễm, nơi đang cách ly, điều trị cho các bệnh nhân có yếu tố dịch tễ liên quan đến COVID-19. Thì từ đầu tháng 7 vừa rồi thì chúng tôi đã tiếp nhận 41 ca theo dõi COVID vào đây để sàng lọc và điều trị. Các cái bệnh nhân này thì cơ bản là có yếu tố dịch tễ và có triệu chứng thì đưa vào khoa chúng tôi. Chúng tôi đã phân loại và tiến hành cách ly các bệnh nhân theo từng nhóm bệnh. Thì chúng tôi cũng đang triển khai mua thêm các cái máy xét nghiệm COVID-19 để triển khai ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh cũng như Bệnh viện Sản Nhi ngoài CDC ra. Thế rồi thì chúng tôi cũng có đang đấu thầu và mua sắm cái vật tư hóa chất phục vụ để xét nghiệm kịp thời khi nó có dịch xảy ra. Hiện tỉnh Bắc Ninh đã thống kê có trên 7.000 trường hợp đi về từ Đà Nẵng và đã tiến hành xét nghiệm trên 400 người có nguy cơ cao. Kết quả 100% đã âm tính với virus SARS-CoV-2. Tỉnh Bắc Ninh cũng đã tổ chức cách ly cho hàng nghìn chuyên gia nước ngoài sang làm việc tại Bắc Ninh theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, ước mơ trở thành cô giáo được đứng trên bục giảng từ khi còn nhỏ, nhưng số phận trớ trêu đã cướp đi đôi chân của chị Phạm Thị Lý tại thôn Đỗ Xá, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Thế nhưng với nghị lực phi thường, chị Lý vẫn vượt lên số phận và chị đã thực hiện được ước mơ và niềm vui cho riêng mình từ lớp học miễn phí. Chỉ vòn vẹn 20 m², đã có rất nhiều thế hệ học trò lớn lên và trưởng thành tại đây. Từ nhỏ, chị Phạm Thị Lý đã phải chịu thiệt thòi hơn các bạn cùng trang lứa. Mồ côi cha từ lúc 5 tuổi, chị Lý sống cùng mẹ và anh trai, chị gái. Khó khăn nhưng bốn mẹ con luôn thương yêu cùng nhau vượt qua những trở ngại của cuộc sống. Những tưởng mọi thứ sẽ êm đềm trôi qua, nhưng năm 2002, khi học lớp 12, điều không may dồn dập ập đến, mẹ chị mất do tai nạn giao thông. Không lâu sau đó, căn bệnh tim của chị tái phát trầm trọng, phải tiến hành phẫu thuật và để lại di chứng liệt hai chân. Khi bị bệnh ấy, thì mình cảm thấy chán nản và nhiều khi là cảm thấy cuộc sống nó không có ý nghĩa gì vì trong đang bay nhảy như vậy mà tự nhiên mình lại bị giam cầm trong bốn bức tường, không đi đâu được, gì làm bất cứ việc gì cũng phụ thuộc người khác và mình cũng nhờ người nhà tìm việc cho mình để mình làm. Nhưng mà công việc với một người bình thường đã khó rồi mà với một người khuyết tật thì lại càng khó hơn. Không khuất phục trước số phận, chị Lý chăm chỉ tập luyện để thích nghi với cuộc sống mới. Từng ngày, chị vẫn nuôi hy vọng được trở thành cô giáo, trở thành người có ích cho đời. Năm 2010, chị nhận dạy kèm miễn phí cho các cháu nhỏ trong xóm khi bố mẹ bận đi làm, không có thời gian chăm nom. Tuy nhiên, khi thấy thành tích học tập các con tốt lên, nhiều phụ huynh trong làng bắt đầu tìm đến chị để nhờ dạy con. Các em đến lớp học của chị cũng ngày một đông hơn. Từ lúc cháu vào lớp 1 là cô rèn giũa cháu đến tận năm lớp 4. Hai đứa con tôi là cũng được cô dạy dỗ đến nơi đến chốn, để lớp rất là tin tưởng cô. Hiện tại, chị Lý đang kèm dạy học miễn phí cho hơn 50 cháu nhỏ từ lớp 1 đến lớp 5. Dù không được học qua nghiệp vụ sư phạm, nhưng chị luôn tìm tòi những phương pháp giảng dạy mới giúp học sinh dễ hiểu, dễ nhớ. Mẹ Lý thường nói rất nhẹ nhàng, nhưng những lúc cần nghiêm túc thì mẹ Lý cũng rất nghiêm túc. Mẹ Lý giảng rất chi tiết, có những lúc con không hiểu, mà mẹ Lý giảng cái là con hiểu luôn. Khi mà được kèm cặp các cháu ấy, mình chỉ mong muốn được là mình truyền một phần những kinh nghiệm của mình cho các cháu để các cháu học tốt hơn và mình cũng mong muốn được rằng là các cháu thực hiện tiếp ước mơ của mình. Chỉ trong vòng chưa đầy 5 ngày, lực lượng đồn biên phòng Tiến Cái quản lý trên tuyến biên giới thuộc huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang đã phát hiện bắt giữ một vụ gồm 30 người xuất cảnh trái phép và 13 vụ với 112 người nhập cảnh trái phép. Đặc biệt, nhiều người trong số này bị người lạ dụ dỗ sang Trung Quốc làm thuê.
cá biệt, có trường hợp chỉ quen nhau trên mạng xã hội rồi cùng nhau vượt biên sang Trung Quốc bất chấp nguy hiểm. Từ đầu tháng 2 năm 2020 cho đến nay, Biên phòng tỉnh Hà Giang phối hợp với công an địa phương đã phát hiện bắt giữ thu dung trên 4.200 lượt người xuất nhập cảnh trái phép và đưa vào cách ly y tế, tập trung hơn 3.600 người. Số còn lại đang được cách ly y tế tập trung 14 ngày theo quy định. Thành lập 5 chốt kiểm soát cố định dọc cái tuyến biên giới do đơn vị địa bàn đơn vị phụ trách. Tham mưu thành lập 3 điểm cách ly ở tại các cái khu vực sát biên giới để kịp thời tiếp nhận và đưa vào cách ly các cái trường hợp nhập cảnh về nước nhằm mục đích là để ngăn chặn cái dịch bệnh lây lan khỏi cộng đồng. Không chỉ phát hiện bắt giữ các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép mà đồn biên phòng Xín Cái đã phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh thành công chuyên án HG420, khởi tố một vụ với 2 đối tượng mua bán người, giải cứu 2 nạn nhân, khởi tố một vụ với 5 đối tượng tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài với 14 người vượt biên trái phép. Trước những cái diễn biến tình hình đó, để ngăn chặn dịch bệnh lây lan xâm nhập vào địa bàn thì Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Giang tiếp tục duy trì các cái chốt ở trên biên giới và tiếp tục tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương duy trì lực lượng chức năng ở địa phương để phối hợp cùng với lực lượng biên phòng thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn ở trên biên giới. Hoạt động xuất nhập cảnh bất hợp pháp và tổ chức đưa người từ nước ngoài vào Việt Nam không những gây mất ổn định biên giới mà trong đó đã xảy ra những hệ lụy đáng tiếc. Đặc biệt trong diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19, việc xuất nhập cảnh trái phép còn tiềm ẩn những nguy cơ về dịch bệnh bùng phát trong cộng đồng. Bắc Ninh là địa phương có nhiều khu công nghiệp, thu hút lượng lớn lao động nước ngoài. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Công an tỉnh Bắc Ninh đã chú trọng siết chặt công tác quản lý xuất nhập cảnh, quản lý cư trú và hoạt động của người nước ngoài nhằm ngăn chặn triệt để tình trạng xuất nhập cảnh trái phép, hạn chế thấp nhất dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Đây là các đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vừa bị Công an thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh phát hiện khi kiểm tra hành chính nhà nghỉ Xuyên Điệp 2 tại thôn Kim Bảng, xã Hương Mạc. Các đối tượng này được quản lý nhà nghỉ tổ chức tiếp nhận, bao che và dùng nhiều thủ đoạn đối phó với lực lượng công an khi bị phát hiện. Khi em tổ chức cho người Trung Quốc ở tầng 7, tầng 8 thì em có cài đặt thang máy là không cho tầng dưới lên được tầng 7, tầng 8 và hàn một cửa ngách từ tầng 6. Khi bị phát hiện thì em bảo những người Trung Quốc là đi xuống tầng 4 để trốn ra nhà hàng xóm. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, việc người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào địa bàn tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Công an tỉnh Bắc Ninh đã đẩy mạnh các hoạt động quản lý xuất nhập cảnh, quản lý cư trú và hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn toàn tỉnh. Từ tháng 6 đến nay, Bắc Ninh đã kiểm tra, phát hiện 10 vụ, 90 trường hợp nhập cảnh trái phép, làm thủ tục đưa những trường hợp này đi cách ly theo quy định. Chúng tôi đã tiến hành phối hợp với Ban phòng chống dịch của tỉnh đưa các đối tượng trên vào cách ly theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời ra các quyết định xử lý vi phạm hành chính với hình thức là phạt tiền và trục xuất số đối tượng trên khi đã thực hiện xong các biện pháp cách ly. Đến nay, Công an tỉnh Bắc Ninh cũng đã phối hợp với các cơ quan chức năng khởi tố 3 vụ, 5 đối tượng. Việc đưa các đối tượng ra truy tố trước pháp luật không chỉ mang tính chất răn đe các đối tượng vi phạm mà còn thể hiện sự quyết liệt của Công an tỉnh Bắc Ninh trong việc đấu tranh với các hành vi tổ chức môi giới cho người khác xuất nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép. Với cái mức tiền chỉ dăm 3 triệu thì đã vi phạm pháp luật, mà pháp luật quy định về những cái hành vi này rất xử phạt rất nặng. Do vậy mà bà con hãy hết sức cảnh giác. Song song với các biện pháp công tác quyết liệt của lực lượng công an, mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức phòng chống dịch, không tiếp tay cho các đối tượng nhập cảnh và tổ chức ở lại địa bàn trái phép, làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, tính đến tháng 7 năm 2020, tỉnh Tuyên Quang đã hoàn thành xong 46 cây cầu dân sinh thuộc dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương của Bộ Giao thông Vận tải với tổng mức đầu tư trên 201 tỷ đồng. Từ những cây cầu mới to đẹp, chắc chắn giao thông được kết nối, bà con đi lại an toàn thuận tiện, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, thay đổi diện mạo của địa phương. Ghi nhận của phóng viên. Đi lấy tre về để đan lát là công việc của ông Nguyễn Văn Dư, thôn 10, xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang nhiều năm nay.
Nếu như trước đây việc đi lại khiến ông mất khá nhiều thời gian và công sức, thì tới cuối năm 2019, khi cầu Soi Xính hoàn thiện, ông Dư cùng với người dân trong vùng mới đi làm thuận tiện và an toàn hơn. Cho đến nay mà nói thì bà con rất là thuận tiện rồi. Coi hàng hóa lưu thông, cái xe cộ đi lại thì cũng thuận tiện cả cho xây dựng, thuận tiện cho sản xuất. Sau khi thi công xong 46 cây cầu, tỉnh Tuyên Quang tiếp tục đề xuất và được Tổng cục Đường bộ Việt Nam chấp thuận xây dựng thêm 26 cầu dân sinh, dự kiến thi công vào tháng 8 năm 2020 và hoàn thành vào năm 2021. Để mở rộng dự án thì là ban cũng đã tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, các xã, các cơ quan liên ngành là rà soát các cầu dân sinh cần thiết để đầu tư trên địa bàn tỉnh và tổng hợp tham mưu với Sở Giao thông Vận tải để có văn bản đề nghị là Bộ Giao thông Vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam là tiếp tục đầu tư cho tỉnh các cầu ở giai đoạn tiếp theo. Tuyên Quang là tỉnh miền núi có hệ thống giao thông đi lại còn nhiều khó khăn, đặc biệt là ở những xã vùng sâu vùng xa còn nhiều cây cầu tạm, chênh vênh nguy hiểm. Những cây cầu bê tông cốt thép chắc chắn không chỉ bảo đảm an toàn cho người dân mà từ đó cũng mở ra nhiều điều kiện về kinh tế, xã hội và văn hóa. Mặc dù đang là mùa mưa lũ, nhưng hoạt động tập kết vật liệu xây dựng trên hành lang sông, hành lang đê tại huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang vẫn diễn ra khá nhộn nhịp. Đáng nói, phần lớn những bến bãi này đều chưa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang cấp phép và chưa có phương án bảo vệ môi trường, nhất là hoạt động của một số bến bãi kinh doanh và chế biến than. Ghi nhận của nhóm phóng viên tại tỉnh Bắc Giang. Gần khu vực cầu Lục Nam, huyện Lục Nam, chỉ trong vòng bán kính chưa đầy 600m, hiện có khoảng 5 bến bãi tập kết, kinh doanh vật liệu than. Tại mỗi bến bãi, khi có máy nghiền than hoạt động, cũng là lúc từng luồng bụi than phát tán vào khu vực dân cư. Rất chi là bẩn và rất chi là độc hại với trẻ con. Người lớn thì mình không nói, nhưng mà với trẻ con thì cái vấn đề này hàng ngày cứ hít phải. Rất chi là độc hại ở nhà, tôi sợ trẻ con, sổ lạo đen xì chân tay từ đầu đến chân đen. Suốt ngày phải giúp con đi rửa, nhưng mà rửa một lúc con lại đen từ đầu đến chân, không lúc nào được sáng. Không chỉ gây ô nhiễm bụi, mà bến than của hộ kinh doanh này cũng đang vi phạm vào hành lang bảo vệ đê, đồng thời có dấu hiệu chứa chất tải vượt quá chiều cao và không che chắn phủ bạt. Và khi thấy sự xuất hiện của ống kính phóng viên, thì các hoạt động tại đây đều bỗng nhiên dừng lại. Ngoài bến bãi than, trên địa bàn huyện Lục Nam hiện có khoảng 15 bến bãi hoạt động kinh doanh cát sỏi ngoài đê. Trong đó, nhiều bến bãi đã lắp đặt cầu cảng, bến thủy nội địa và hoạt động tàu bè nhộn nhịp dọc tuyến sông Lục Nam. Tuy nhiên, hầu hết những bến bãi, bến thủy nội địa kể trên đều chưa đủ điều kiện và chưa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang cấp phép. Máy hoạt động suốt đêm, bây giờ phải đảm bảo cho coi như là người già mấy trẻ em, chứ bây giờ cuộc sống chỉ cần đến 10 giờ trở lại thôi. Có những lúc anh làm như thế là đến 1-2 giờ đêm thì chúng tôi không thể đảm bảo được sức khỏe của chúng tôi. Hiện cũng đang thời gian trong mùa mưa lũ, nên việc tập kết chất tải với số lượng lớn gần hành lang đê, hành lang sông đều là những hành vi bị nghiêm cấm. Và trong một động thái chấn chỉnh gần đây, huyện Lục Nam đã tiến hành kiểm tra, xử lý một số trường hợp có vi phạm. Thì liên quan một số cái bãi than và bãi cát, thì vừa rồi thì nhân dân cũng phản ánh, và vừa rồi chúng tôi cũng chỉ đạo phòng nông nghiệp và huyện có thành lập là 2 cái đội đi kiểm tra, và chúng tôi cũng đã xử lý yêu cầu là dừng đối với 5 trường hợp và xử phạt vi phạm hành chính là mỗi trường hợp là 25 triệu. Khi nào bây giờ đang hoàn thiện hồ sơ và khi nào hoàn chỉnh hồ sơ thì mới được đi vào hoạt động. Đấy, đặc biệt là nếu mà chúng tôi mà phát hiện mà tiếp tục hoạt động, chúng tôi sẽ ngăn chặn và xử lý nghiêm theo đúng cái quy định. Mặc dù vậy, một số bến bãi sau khi bị xử phạt vẫn chưa có ý thức chấp hành. Thậm chí nhiều bến bãi không phép chứa lượng chất tải lớn còn có chiều hướng hoạt động nhộn nhịp trở lại sau mỗi đợt bị kiểm tra, xử lý. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.